Xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị và các bạn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, trong tháng 1 âm lịch, quý vị anh chị tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 được ông trời ban cho nhiều phúc đức, không những may mắn mà tài lộc cũng dồi dào. Đặc biệt đó là nửa đầu tháng 1 âm lịch thì quý vị anh chị tuổi Nhâm Tý sẽ nắm bắt được cơ hội làm giàu có 102. Hơn nữa, những người tuổi Nhâm Tý trong tháng 1 sẽ gặp được quý nhân giúp cho cuộc sống của họ bước sang trang mới. Và sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi vận trình của họ trong tháng 1 âm lịch, những người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có mệnh tang đố mộc, thời thơ bé gặp nhiều trắc trở, trải đủ hoạn nạn, khó khăn. Đến thời trung niên vận mệnh khởi sắc, không còn phải lo cơm áo, gạo tiền, sự hanh thông tài lộc trở nên dồi dào hơn. Nam giới tuổi Nhâm Tý lấy được vợ hiền, tuy sống an nhàn nhưng hay phải lo nghĩ, tình cảm gia đình lạnh nhạt, không được nhờ anh em, mọi chuyện đều phải độc lập, tự mình quán xuyến. Nữ giới là người có số mệnh tốt lành, cả đời nhàn nhã sung sướng. Họ là người thông minh, học rộng biết nhiều, hiểu biết luật pháp, cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống. Những người này đề cao tính tập thể, đoàn kết. Tuy đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ, song về bản chất, tính cách của họ rất hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm, chăm sóc người khác. Bản thân họ cũng là người rất trọng danh dự, luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình. Người tuổi Nhâm Tuất rất linh hoạt khi xử lý công việc. Họ không phá vỡ nguyên tắc mà khéo léo lợi dụng những kẽ hở giữa đó để đạt những mục đích, giúp công việc đạt được hiệu quả cao. Họ theo đuổi sự ổn định trong cuộc sống, vì thế mà thường hay lo lắng không đâu. Tuy nhiên, bất an lo sợ khiến cho họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, cũng nỗ lực làm việc để đảm bảo cuộc sống được an lành. Đối với các gia chủ tuổi Nhâm Tý trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian khá bận rộn với bản mệnh, có người cần phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách hoặc công tác. Vì vậy, nếu muốn phát triển bền vững thì bên cạnh việc chăm chỉ, cố gắng, bạn cũng cần phải chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Nhâm Dương Thủy nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Nhâm Tý cần phải đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cũng cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến cho đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này, bạn bước vào thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp, bản mệnh thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Với tài năng vốn có của mình, bạn nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, khiến đồng nghiệp tâm phục, khẩu phục. Chuyện hợp tác diễn ra thuận lợi, bản mệnh thậm chí có thể là người lãnh đạo, tập thể vươn tới thành công. May mắn trong sự nghiệp sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập. Tuy vậy, bạn nên thận trọng với lời nói và hành động của mình, đừng tự mãn vì thành công tạm thời, hoặc sếp của bạn có thể coi bạn là quá nóng để đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng. Cùng với đó, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Nhâm Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng 1 âm lịch, gia chủ Nhâm Tý không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Tuổi Nhâm Tý có thể may mắn kiếm được tiền, hiệu năng tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Ngoài ra, bạn giỏi đầu tư vào các dự án tài chính có rủi ro thấp và lợi nhuận thấp, có vẻ không kinh tế nhưng lại sẽ mang cho bạn nguồn thu nhập cao khi được tích lũy đến một mức độ nhất định.
Khi bạn có xu hướng chi tiêu nhiều, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay và bạn cần phát triển một kế hoạch tốt để làm cho tất cả hài hòa, đáp ứng. Ở thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng đầu năm 2022, tuy vất vả nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều điều đối với những người sinh năm 1972. Vì thế bản mệnh cần phải giữ cho mình một cơ thể khỏe mạnh để sẵn sàng đối diện với thách thức. Nên thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, không nên làm việc quá vất vả đến mức quên ăn quên ngủ, nên có ý thức giảm dần việc tiệc tùng xã giao, không sử dụng chất kích thích. Các gia chủ tuổi Nhâm Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Nhâm Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho gia chủ Nhâm Tý. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bạn có thể thu hút nhiều người khác giới, mà bạn cần giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình chính là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn, nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài chính của bạn. Các cặp đôi cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ, có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó mà khiến cho bạn và người ấy muốn nhanh chóng tiến đến kết hôn, chuẩn bị để về chung một nhà. Với những người còn độc thân, vận đào hoa của bạn khá tốt, bản mệnh có thể nhận được sự quan tâm ngưỡng mộ của người khác giới, khuyên bạn hãy mở rộng lòng mình, thử cho đôi bên một cơ hội để được tìm hiểu nhau kỹ hơn. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Thân, Hình Tỵ, Hại Tỵ, Phá Hợi và Tuyệt Dậu. Đối với người tuổi Nhâm Tý trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 1 năm 2022, tức ngày 10 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 1 năm 2022, tức ngày 22 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chia tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Tý trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 1 năm 2022, tức ngày 5 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 1 năm 2022, tức ngày 17 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của những người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng 1 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Nhâm Tý, và qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 1 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn, đúng không ạ? Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Trước khi rời đi, quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Chúc cho quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.